Thưa quý vị và các bạn, từ bao giờ những món quà Tết ý nghĩa đã đi vào phong tục truyền thống của người Việt Nam và được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Đó là một nét văn hóa đáng quý của dân tộc cần được gìn giữ và phát huy. Quà Tết cũng đa dạng theo thời gian, từ bánh mứt, cành mai, cành đào hay giò bánh kẹo, hoa quả đến những thức quà cao cấp. Nhưng lý tưởng nhất vẫn là món quà sức khỏe, trao gửi niềm vui, nụ cười hạnh phúc bằng cả tấm lòng. Và chương trình hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị Đông trùng hạ thảo của Việt Nam. Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp Tết Nguyên đán là bà Nguyễn Phương Thảo lại mua đông trùng hạ thảo để biếu bạn bè và những người thân thiết của mình. Khác với mọi năm, thay vì chọn mua những sản phẩm có nguồn gốc từ nước ngoài, thì năm nay bà lại chọn mua những sản phẩm của Việt Nam bởi nguồn hàng đa dạng, giá cũng không cao mà chất lượng, mẫu mã không thua gì hàng ngoại. Trước đây thì khi tôi nghe đến thì tôi cũng thử và nhờ bạn bè mua từ nước ngoài về và tôi cũng có dùng một thời gian, nhưng khi tôi biết đến đông trùng hạ thảo của Việt Nam, nhất là sản phẩm của Thiên Phúc, thì tôi đã bảo tại sao là mình là người Việt Nam mà nhất là sản phẩm của Thiên Phúc lại là nuôi trồng được ở Đà Lạt, một cái nơi khí hậu rất là tốt, thì mình không thử để sử dụng cái hàng Việt của mình thì tôi đã mua. Trước đây mọi người thường chọn quà Tết thiên về hướng vui chơi như cây cảnh, giỏ quà Tết, quần áo, bia rượu, thực phẩm. Thì trong những năm gần đây, món quà sức khỏe trở thành xu hướng quà tặng dịp Tết, giống như một lời chúc mạnh khỏe gửi đến người nhận. Đây chính là cách để chị Nguyễn Thị Ông Ngát thể hiện tấm lòng hiếu thảo, biết ơn đối với cha mẹ của mình. Tôi được biết đông trùng hạ thảo là một sản phẩm quý, mà đông trùng hạ thảo của Thiên Phúc thì nó đạt chuẩn được rất là nhiều cái tốt quý hiếm của tự nhiên, nên là tôi muốn đến đây để mua sản phẩm để về làm quà Tết cho bố mẹ. Thiên Phúc là một trong những đơn vị đầu tiên tại Việt Nam nuôi trồng đông trùng hạ thảo thành công với quy trình sản xuất khép kín, chuẩn mực, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Không những thế, để luôn chiếm được niềm tin của người tiêu dùng, Thiên Phúc đã không ngừng đổi mới sản phẩm, chú trọng hơn đến nhu cầu của người tiêu dùng và đã nghiên cứu để mang đến các sản phẩm phù hợp với thị hiếu người Việt. Hiện nay thì chúng tôi có thêm những cái dòng sản phẩm khô, sản phẩm tươi và những cái sản phẩm viên đang đông trùng hạ thảo và những cái giỏ quà Tết cho những cái từng cái sản phẩm một. Những năm trước ấy, thì mọi người chính từ hàng ngoại hơn rất là nhiều, nhưng năm nay thì người dân Việt Nam mình có thể tôi thấy là cái xu hướng hiện nay là tìm về những cái sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chất lượng thật, nuôi trồng thật và những cái sản phẩm thì có nguồn gốc rõ ràng và tốt cho sức khỏe nhiều hơn. Như năm nay thì sản phẩm của chúng tôi thì ra thị trường thấy lượng tiêu thụ có thể 100 bằng 150% so với những năm trước. Theo kết quả của nhiều cuộc khảo sát, số lượng người lựa chọn hàng Việt và ưu tiên lựa chọn hàng Việt đã tăng lên đến 70-80%. Đây chính là tiền đề để hàng Việt nói chung và đông trùng hạ thảo của Thiên Phúc nói riêng khẳng định vị thế của mình ở thị trường trong nước, đặc biệt trong dịp Tết.